Thì trước tiên, hình thức ra đề cũng giống như năm trước. Một trăm phút trong đó 50 phút dành cho 20 câu trắc nghiệm nhiều phương án và 50 phút dành cho 3 câu tự luận. Nhưng mà lời giải gọn và có chứa tham số theo một sinh viên, thì cái số câu tự luận này nè, theo tôi biết là có thể thay đổi, nhưng chắc sẽ không nhiều lên. Như vậy thậm chí có thể giảm đi xuống thành 2 câu. Tôi không chắc chắn tuyệt đối nha. Tuy nhiên cấu trúc 2 phần 50-50 hay là 60-40 thời gian đó là hợp lý. Và đầu tiên ta hãy ngó chung quanh các câu trắc nghiệm. Và tất cả các câu mà thầy chiếu lên đây đó, đáp án đều là A hết. Mấy em đi về kiểm tra. Còn cái đề của bộ môn khi mà chạy trên chương trình cháo đề thì dường như là trên đó không có cung cấp cái mã đáp án. Cho nên là khi mà tôi làm lại video chung thì tôi sẽ làm với cái mã đề của bộ môn ha. Còn bây giờ ở đây thì câu đầu tiên: phần dầu tràn từ một tàu chở dầu loan trên biển có hình dạng bề mặt như hình bên dưới. Sử dụng thông tin của hình, dùng tổng trung tâm để ước tính diện tích của vết dầu loan. Ta có cái hình như vậy. Ở đây thì chúng ta có, đây là trục Y theo feet, trục X cũng theo feet. Chỗ này là Y bằng FX, đây là Y bằng GX. Trên đây có con số 100, 200, 300, 400, 500. Đây là 250, 310, đây trừ 200, trừ 300, vân vân. Bây giờ làm sao mình tính được diện tích của vết dầu loan? Thì bài này chúng ta phải nhìn ra được cái công thức toán giấu trong bài và đề bài không nói ra. Ta phát hiện ra là những cái từ khóa, thứ nhất là diện tích, thứ nhì là đây có Y bằng FX và dưới này có Y bằng GX cả lớp. Như vậy thì chúng ta rõ ràng bắt buộc phải sử dụng công thức gì? Diện tích như là tích phân của miền giới hạn bởi hai đường cong, và F là phía trên, G là phía dưới. Như vậy S sẽ bằng tích phân của FX trừ GX, phải không? Từ đâu đến đâu? Bên tay trái rõ ràng là không, nhưng bên tay phải thì chúng ta thấy 100, 200, 300, 400, 500, 600 có vẻ đều. Trên chỗ này ta hoàn toàn có quyền chờ đợi, nó sẽ là 1.000. Đó. Và bây giờ tích phân này mình tính chính xác được không? Không, mà mình chỉ thể tính gần đúng. Và tính gần đúng thì cách duy nhất đó là mình sử dụng đến tổng Riemann. Như có một bài trong lý thuyết hôm trước đã có nói sơ qua trong phần định nghĩa của diện tích tích phân xác định. Như vậy để tổng Riemann thì chúng ta sẽ chia miền này ra thành từng đoạn nhỏ, độ dài 100. Như vậy delta x là 100 và nó sẽ bằng dx, thì như là delta x
dấu tích phân trở thành là sigma. Và bên đây đó thì chúng ta có đại lượng F trừ G trong từng đoạn này. Tuy nhiên chỗ này ở đây, đây là chỗ mà một hai giáo viên hỏi và tôi vừa nghe thấy câu trả lời bằng biểu thức tổng trung tâm. Thì trong định nghĩa của tích phân xác định đó, là thường chúng ta sẽ có tích phân của Fx là bằng tổng của Dx là delta x trên từng đoạn, trong đó cái giá trị hàm trong tích phân được lấy tại điểm chia tùy ý trong đoạn đó. Và chúng ta thông thường có ba cách lấy, hoặc là trái, hoặc là phải, hoặc là điểm giữa. Thì tôi thấy một người hỏi nhưng bộ môn không trả lời thẳng điểm giữa hay là trung tâm. Vậy cho nên ở đây thầy chỉ phân tích nếu nói rõ là điểm trái thì nó dễ. Tại vì ví dụ như trên đoạn này em đi điểm trái thì F trừ G sẽ bằng 0. Đến đoạn kế tiếp, điểm trái của em là điểm này nè, phải không? Thì F trên đây là 230, G là trừ 200. Như vậy F trừ G sẽ bằng 530. Kiểu vậy đó. Và đến đoạn cuối cùng thì mình thấy là trái mình cũng tính được. Cả lớp hiểu không? Hoặc là điểm phải, điểm phải cũng sẽ tương tự như vậy. Tại vì đầu bên này thì F trừ G cũng sẽ bằng 0 luôn. Nhưng nếu điểm trung tâm thì lúc đó em phải lấy điểm giữa. Nếu mà theo kiểu là điểm mà mình chọn làm mẫu là điểm giữa của đoạn, thì để tính được cái giá trị F trừ G giữa này nè, em phải lấy là trung bình cộng của hai đầu. Như vậy ở đây nếu trái nó sẽ trùng với lại phải và nó sẽ ra cùng là sigma của Fxy trừ Gxy, trong đó y chạy từ 1 đến điểm này là đi chính, tức là em cứ lấy 100 coi như là điểm thứ nhất, 200, 300, 400, x0 sẽ là bằng 0, x1 là 100, x2 là 200, hiểu không? Còn nếu mà trung tâm là ở giữa thì em phải tính, đặt đây là h đi, em phải tính là h trái cộng h phải chia hàng. Vậy ha, thì tôi ở đây tôi nghĩ rằng là tôi cũng chưa tính toán kiểm tra, đáp án sẽ là A. Đứa nào cẩn thận thì về tính cả hai đáp án cho thầy, là nếu điểm chia trái và điểm chia ở giữa là sao. Và tôi sẽ đề nghị bộ môn, tại vì là thật ra tôi, nếu tôi biết không lầm đó, rất ít giáo viên sẽ gọi là tổng trung tâm. Nghe chưa? Cái pháp biểu chuẩn của thầy dùng sách nước ngoài là họ nói là sử dụng cái sample bond, điểm mẫu là middle hay là left hay là right. Họ nói như vậy, chứ họ không dùng cái từ trung tâm, cho nên tôi rất ngạc nhiên. Vậy nên ở đây tôi không dám khẳng định. Cả lớp rõ không? Ý tưởng và bài này nó nhắc gì? Đây là một bài bất ngờ, ứng dụng, nhưng mà lại rơi vô cái chuyện là các em phải tự tìm ra được cái công thức. Và cái từ khóa trong bài khá quan trọng. Bài này thầy tin tưởng rằng là sẽ gây khó khăn cho nhiều em, nhưng nếu những em đó đọc chăm chú, thấy những từ khóa diện tích nè, Fx nè, Gx nè, thì nhận dạng ra bài toán được. Ha. Câu 2 thì có vẻ dễ chịu hơn. Hàm số nào sau đây là nghiệm của phương trình vi phân? Ta nhìn thấy phương trình này là phương trình gì vậy? Cấp 1. Và trong chương trình đó, yêu cầu của bộ môn năm nay rút gọn chương trình hơn, cho nên hai dạng chính là phân ly biến số và tuyến tính. Và phương trình đó là phương trình
tuyến tính. Nếu em chia x xuống thì mình ra như vậy. Nhưng ở đây thầy muốn nói là nếu em nào định giải phương trình này đó thì cũng thấy được. Bài này cố tình cho gây khó khăn là có điều kiện này, không phải là số mà là AB. Nhưng chính điều kiện này mình lại giúp mình làm gì? Nếu em thử coi trong bốn phương án này IA bằng B, đáp án nào thế x bằng A vô Y bằng B? Mình thấy ở đây thế x bằng A vô ơ mũ A trừ ơ mũ A mất, còn lại là AB chia cho A ra B. Ok. Nhưng mà câu B thế x bằng A vô ơ trừ x trừ ơ mũ A có mất được không? Không. Như vậy lập tức là em sẽ thấy ngay là em loại ngay đáp án B và D. Rồi sau đó em có hai con đường, hoặc là em giải và em so sánh, hoặc là em thế ngược. Còn quá trình giải và so sánh đó, thì em có thể em vừa giải vừa nhìn lên đáp án này. Ví dụ như em có 10x là gì? Là E tích phân DX trên X là E log X. Như vậy là X. Như vậy nghiệm của mình là Y phải bằng 1 trên X nhân cho tích phân của kiểu vậy đó, cả lớp hiểu không? Và em coi coi trong đáp án thì có cái nào khác hoàn toàn dạng này để mình loại không? Ha. Nhưng cũng như trắc nghiệm, mình bắt đầu ra sao? Tùy vô câu hỏi, chứ không phải là tùy cái quy trình. IA bằng B, ngay cả khi em không nhớ được công thức nghiệm của phương trình tuyến tính, nhưng mà IA bằng B giúp em ra hai đáp án liền. Nghe chưa? Chứ không phải lúc nào cũng nhăm nhăm lo giải trước hết. Vậy ha. Sau đó cứ giải tiếp rồi thử lại cho thầy. Xin lỗi, tức là giải tiếp rồi so sánh cho thầy. Câu 4, một câu thoạt nhìn có vẻ rất là hèn hạ, làm tụi bay sung sướng. Một đứa gì bấm máy, bấm đèn hay đấy, vui đấy. À, chính xác, cần x bằng 1. Và bài này trực tiếp bóng máy tính bỏ túi. Mát error. Vậy thì ở đây thì tôi chỉ có thể tôi chưa thử. Một số em sẽ có thể né được tích phân suy rộng bằng cách là ít nhất nếu em lấy tích phân từ 0 đến 0 phớt rất là gần 1 thì tôi chỉ cảnh báo vậy nè. Các em về nhà thử cho thầy kiểm tra coi cái đáp án A nó có gần với lại tích phân đúng được không? Có nhiều khả năng đấy. Nhưng thông thường nếu mà đáp án, nếu mà tích phân này thuộc loại hội tụ nhanh thì việc em lấy khá gần 1 em được kết quả gần đúng rồi. Nhưng nếu hội tụ chậm thì có thể là 0.9999 vẫn chưa ra kết quả gần với tích phân này. Vậy cho nên ở đây đó, cái đáp số kiểu này đó có vẻ như là chúng ta an tâm, em lấy số gần 1 là được ha. Nhưng mà cũng có thể nếu mà người ta lừa được tích phân hội tụ chậm thì em phải lấy cái cận thật sự rất rất là gần, nghe chưa, thì em mới có hy vọng ra được cái kết quả khá tốt. Thì tôi chỉ cảnh báo như vậy. Và đương nhiên tốt nhất bài này vẫn là tính. Chỉ nhẩm thôi, ta sẽ chắc chắn nên dùng từng phần. Tại vì cái này nè, nếu đây là 1 chữ x bình thì em sẽ đặt u bằng x xí là ok. Còn nếu em từng phần thì bắt buộc u của em là x xí, dv là
dx chia căn một chữ x. Như vậy u bằng gì? Du sẽ dính tới một chia căn của một chữ x bên dưới mẫu, và v sẽ bằng là liên quan đến căn một chữ x ở trên. Vdu thì căn của một chữ x sẽ rút gọn căn của một chữ x bên, mình sẽ được tích phân và dx chia căn một cộng x. Vậy mình tính được. Như vậy bài này sau khi chúng ta nhẩm trong đầu khoảng 10 giây và mình thấy là mình tính được thì mình có thể tính. Còn nếu mà em thấy là em không nhẩm được thì đừng có lao vô tính. Bởi vì nếu em lao vô mất thời gian thì nó không cần. Cả lớp rõ chưa? Những bài kiểu này thầy phải nói ngay, em phải khoanh vùng được cái thời gian em sử dụng. Nếu em chắc chắn ồ, đường đi rất rõ ràng, bài này khả thi, vậy thì em có thể 2-3 phút em giải ra, em hãy làm. Nếu không thì dùng cái bánh khác cho thầy. Vậy ha. Và thầy cũng nói thêm là đa số các bài này thì chưa giải, do đó là thầy cũng chỉ nói cái suy nghĩ đầu tiên. Thầy cố gắng để mấy em thấy là nếu tiếp cận bài này như là ở một điểm xuất phát ngang nhau thì thầy sẽ suy nghĩ như thế nào, có hợp lý không? Như vậy thôi. Như vậy bài này theo thầy từng phần là khả thi hả? Máy tính bỏ túi như vậy. Bây giờ câu 5. Một thanh kim loại mỏng không đồng chất dài 2 mét đặt theo chiều dương từ góc tọa độ. Nếu mật độ phân bố vật chất trên thanh tại vị trí x là rho x, khối lượng tính bằng công thức nào dưới đây? Một bài thầy xin rửa bài luôn, nói rõ luôn. Một số giáo viên sợ hãi và lập tức phản đối kịch liệt. Lý do là không có dạy trên lớp. Và câu trả lời của bộ môn á, là nếu xuất hiện câu khó mà chưa dạy thì cũng có khi có một hoặc hai câu khó trong toàn bộ 20 câu. Cho nên cái chuyện mà sinh viên có thể gặp câu mà phải tự xử lý từ đầu, và những sinh viên giỏi mới khả năng làm được, là điều hiển nhiên. Bây giờ câu này đòi hỏi một chút suy luận. Suy luận sẽ như vậy cả lớp. Đây là cái thanh. Nghe chưa? Em có mật độ phân bố vật chất trên dây là rho x gam trên cm. Thế thì khối lượng của thanh kim loại. Và thầy nghĩ rằng có một cái kỹ năng rất hay làm của vật lý là gì? Là nhìn vô đơn vị thứ nguyên. Người ta đang cho gam trên cm và người ta hỏi em khối lượng. Khối lượng là gì? Là gam. Vậy đến đây mình đoán ra được rồi. Làm sao từ rho và mình chuyển được về khối lượng đấy? Mình sẽ nhân độ dài. Nói một cách khác, nếu mà ai có suy luận kiểu khác, giống như giả sử đây là một cái thanh dài 10 cm, ha, 20 cm đi, và mật độ là 5 g/1 cm, vậy thì khối lượng của thanh này là bao nhiêu? Chiều dài 20 cm, mật độ là 5 g/cm, vậy thì khối lượng là mấy? 100 g. Như vậy là để tìm khối lượng, chúng ta lấy mật độ rho nhân độ dài. Và độ dài thường mình ký hiệu là gì? Trong bài này độ dài của mình là hướng theo trục Ox, vậy đó chính là x. Và các em rất dễ chọn đáp án là đáp án C, vì có x nhân rho, hiểu không? Nhưng đó là 7. Bởi vì sau khi mình đoán ra được bài toán rồi thì mình phải giải từ tốn. Từ tốn là sao? Bây giờ mình hãy chia, vì có tích phân, ta hãy chia thanh này làm nhiều
đoạn nhỏ, sao cho mỗi đoạn, trong mỗi đoạn mật độ coi như là hằng số. Và lúc đó khối lượng M của thanh sẽ sắp xỉ bằng tổng khối lượng của các đoạn, hiểu không? Nhưng mà mỗi đoạn làm sao tìm khối lượng đây? Ta lấy mật độ tại một điểm là rho x như sau, nhân cái gì cả lớp, nhân độ dài của đoạn. Nhưng mà độ dài của đoạn nhỏ này sao mình tìm được chiều dài của đoạn nhỏ này? Ta lấy x phải trừ x trái, vậy đó là sigma của rho x y sao nhân cho x y cộng 1 trừ x y. Mà x này trừ x kia thì mình thường hay cái hiệu là gì? Delta x. Vậy bây giờ qua giới hạn đón coi dấu này thành gì đây? Tích phân. Cái này chính là rho x và cái này chính là dx. Như vậy cái độ dài đó thật ra nó chính là cái dx, hiểu không? Chứ nó không phải là x ở ngoài nữa. Chỉ có điều nhìn lên đây cẩn thận, rho dx ta có đến hai đáp án AB và đơn vị. Ở trên đây là cm, trên đây là 2 m. Và như vậy ta thấy rằng bài này đó thật sự ra là đòi hỏi các em phải suy nghĩ và vận dụng toàn bộ. Nếu mà toán thực tế ở đây tôi xin nói thật sự ra là cái giáo viên ra đề đó thì nhiều khi đã cố gắng quá mức. Có nhiều bài toán thực tế mà ngay cả chính những người đụng toán thực tế nhiều như chúng tôi đó đọc vô cũng lè lưỡi lắc đầu, thì nhóm đó cứ lấy ra luôn. Và do đó là các giáo viên khác rất là hoang mang, nhưng mà biết sao được. Tôi lại nghĩ rằng thà như vậy đi, để cho nó công bằng. Công bằng theo nghĩa đó là sẽ không xuất hiện những bài toán thực tế đó mà có một đối tượng học sinh nào đó biết rõ và một đối tượng khác là không biết. Còn bây giờ ra bài kiểu này đó, khi mà các giáo viên đều hoang mang hết gì chưa dạy đó, thì tất cả các em xuất phát ngang nhau. Các em phải nghĩ đơn giản như vậy. Khó ta thì khó người, hiểu không? Có gì nhìn tất cả chung quanh nói ồ yên tâm đi, thằng phía trước mình học lại, thằng phía sau mình học lại, thằng bên trái học lại, thằng bên phải cũng học lại. Và đương nhiên là mình không để cho nó buồn đâu, mình học lại luôn cho nó vui. Rồi bây giờ lại một câu gây hoang mang tiếp. Ông A muốn tạo ra một khoản thu nhập cho người thừa kế vào năm thứ T, tính từ thời điểm hiện tại ở mức BT bằng cái này. Giả sử với khoản đầu tư hiện tại luôn nhận được lãi suất kép liên tục là R% một năm, thì khoản tiền đầu tư tại thời điểm hiện tại được ước tính là BV sắp xỉ bằng tích phân. Rõ ràng tích phân này suy động rồi. Ước tính khoản tiền đầu tư này nếu lãi suất R bằng 5% năm. Hiểu gì không? Thầy phải nói ngay đó, bài này đó nó xứng đáng với lại ít nhất là 2 tiết dạy của thầy trong môn giải trình kinh doanh bên khoa lý công nghiệp. Đây là bài nó gọi là NPV, tức là Net Present Value, giá trị hiện tại rộng. Có nghĩa rằng nếu chúng ta đầu tư một món tiền vào thời điểm bây giờ vừa tiết kiệm, thì món tiền đó mỗi năm sinh ra cho mình một cái khoản tiền lời. Cả lớp hình dung được không? Đó. Tuy nhiên, thứ nhất là khái niệm NPV, PV là Present Value. Thứ nhì là lãi suất kép liên tục. Không phải công thức lãi suất kép mà em đã gặp ở lớp 12 mũ lóc là 1 cộng R mũ N, mà đây là công thức E mũ RT. Và cuối cùng là công thức tính ngược. Bài này làm gì mới lúng túng. Tuy nhiên ở đây thầy muốn khuyến khích, đó
đọc cái đề xong không hiểu gì hết, nhưng nếu bình tĩnh người ta hỏi gì, người ta nói với bên đây có chưa, công đức trên này có bên đây chưa, có rồi, đây là bên đây nè, thấy không, có bên đây rồi thì thế xuống đây thì sao, có tích phần hết, R có chưa, có rồi, thế vô tính luôn, chỉ vậy thôi, không cần hiểu bản chất bài toán gì hết. Cái ý đồ của bài này thật sự đó là thầy cố tình thầy chọn chỗ là đừng có ráng hiểu nội dung bài toán. Thật sự nếu tụi bay hiểu được thì quá tốt, nhưng mà đó là chuyện của bài tập lớn, có thời gian một tuần làm, trong phòng thi 3 phút mà ráng ngồi. Giờ chỉ nhìn rõ ràng là người ta cho một công thức BV bằng cái đó, tính theo BT, BT ở trên có rồi, hiểu không, R có rồi. Vậy thì nếu mà bắt tụi bay làm thì công chuyện khả thi nhất là cứ ráng vô tình, chỉ vậy thôi. Và bài này lại là trích phân tới vô cùng, cho nên em tích phân từng phần lên ha, rồi xử lý, chỉ vậy thôi. Và cuối cùng trắc nghiệm hai câu, nó là đúng cái phần mình học bữa nay. Khi dùng phương pháp hệ số bất định tìm nghiệm riêng y sao của phương hệ số nào dưới đây thì mình phát hiện ra gì? Bên tay trái của mình k bình trừ 12 k trừ 13 bằng 0, một nghiệm là trừ 1 a cộng c bằng b, và nghiệm khác là 13, bên này alpha bằng 1. Như vậy y riêng của mình chỉ đơn giản là hai cùng. Cả lớp hiểu không? Không trùng gì hết. Và em hoặc là em có thể thế vô em thử, hoặc là em lấy ax cộng b ô mũ x em tìm ha. Nhưng chỗ này tôi nói riêng, cả lớp tôi nói thật sự luôn, tôi cho rằng câu này cho vậy hèn hạ quá. Gặp tôi sẽ hỏi tích phân từ 0 đến 1 của y sao dx bằng mấy. Bởi vì nếu mà hỏi với đáp số này thì các em chỉ việc biến quá thì thế lên cũng ra. Nhưng bây giờ nếu mà hỏi tích phân của nó thì em không thể nào mà em thế ngược. Em phải tìm rồi sau đó em mới tính. Cho nên coi chừng, nếu cái dạng đề thay đổi thì cái triết lý thế ngược không phải bao giờ cũng thành công. Cảnh báo nghe chưa? Hiểu không? Đó, cho nên gặp bài cho IA bằng B, em đi đường tắt, em thế vô rất tốt, nhưng mà phải sẵn sàng tinh thần là đề có thể dài để tụi bay phải giải. Còn bây giờ cái câu cuối cùng 20, trùng hợp thai, nó lại chính là cái trường hợp mà thầy chưa kịp nói đến. Ba cùng, hồi nãy thầy đã nói cùng gì? Cùng dạy, cùng bậc và cùng nghiệm. Nhưng mà cùng nghiệm thầy nói về trường hợp chỉ có mũ hoặc là lượng, còn trường hợp chỉ có đa. Nhìn vô đây cả lớp, ta thấy bên tay trái nghiệm k là mấy, nhẩm coi. K bình trừ 3k bằng 0, vậy nghiệm là 0, 3. Bên tay phải không mũ không lượng, thấy không? Như vậy là sao? Alpha với beta cùng bằng 0. Vậy cho nên tần số bên tay phải là 0. Và do đó y riêng của em, ồ, đây là cái chuyện nghiệm C1, C2 bỏ đi ha. Còn y riêng của mình sao tìm đây? Nó phải cùng dạng, cùng bậc. Bên tay phải là đa thức, vậy nó là đa thức. Đa thức bậc nhất, vậy nó là AX cộng B, nhưng mà nhân thêm X1. Cả lớp rõ chưa? Và ở đây thì tôi báo trước là ta lấy đúng cái đề tham khảo. Do đó, nếu mà các em đã nghe giáo viên nói rằng tính toán dài lắm tụi bay thì gật gù đầu, nhưng coi chừng, đúng là tính toán dài. Nhưng nếu câu này xuất hiện bên
trắc nghiệm, và người ta không hỏi về tính toán mà chỉ hỏi về nhìn ra cái dạng đúng, thì rõ ràng tụi bay vẫn có thể gặp như thường. Tất cả hiểu hết rồi. Ngoài ra trong cái đề đó nó còn nhiều câu: cái thì hỏi giá trị trung bình của tích phân, cái thì hỏi trả đến nó gọi là marginal cost, tức là giá trị cận biên qua đạo hàm. Vì thế cho nên một mặt cả lớp chuẩn bị tinh thần trắc nghiệm, nhưng mà tất cả những cái gì đã học và kể cả chưa học ở trong sách bọn mày cũng phải coi hết. Thật ra thì tao nói vậy cũng không chặt chẽ lắm, vì rủi xuất hiện ra mà học sinh than thì giáo viên dạy lý thuyết là tao phải nói: ồ, tao tưởng phần đó có trong video rồi, video họ nói có làm mà. Rồi bên video nói: ồ, phần đó tôi tưởng là giáo viên trên lớp dạy rồi. Và cuối cùng hai giáo viên cùng nói gì? Nó có trong sách rồi. Vậy cho nên thầy phải báo trước rằng là năm nay có rất nhiều cách để trả lời, có video, có thể đủ thường, có sách. Nhìn cái đề thì sao thế nào? Tao không nghĩ là cái câu cần biên xuất hiện. Và cuối cùng tự luận nó sẽ được ra theo hình thức là có thể điền theo mã số sinh viên, và ở dưới có chừa trống để mấy em điền thẳng vô. Câu 1: cho miền phẳng D giới hạn bởi đường cong, xác định hoành độ giao điểm, em phải giải phương trình log x bằng x trừ 1 thì phương trình này đó chắc chắn gặp khó khăn. Nhưng mà giải phương trình thì tao nghĩ tụi bay phải là chuyên gia lớn từ sau khi thi trắc nghiệm rồi. Máy tính bỏ túi, son mốt 7, đoán nghiệm đủ trò hết. Thật sự ra cái này đến từ bất đẳng thức, ô mũ x luôn luôn lớn bằng x cộng 1. Như vậy là ô x trừ 1 lớn bằng x, lấy lóc hai bể, mình ra miếng trái bé bằng miếng phải. Nhưng cách nào cũng được, có điều coi chừng ở đây vì là câu tự luận nên thầy không biết được là nếu đứa nào viết vô bấm máy để x bằng 1 em có được điểm câu đó không. Tự luận mà. Nhưng nghe kỹ tiếp, nhưng mà 99% là ngay cả khi không được điểm thì câu B, câu C bọn bay vẫn đi tiếp được. Vậy cho nên những chuyện mà điểm câu đó hay không không quan trọng bằng cái chuyện là em phải đi tiếp các câu sau. Điều tôi biết chắc chắn là đứa nào mà bỏ câu này thì đừng có hòng đi tiếp các câu sau. Rõ không? Ngay cả khi em bí, em không chắc chắn là em giải tự luận, nhưng em bấm máy ra, em vẫn cứ viết vô đó bình thường. Và tôi nghĩ rằng là giáo viên sẽ không đi trừ điểm mấy câu sau chỉ vì câu A yêu cầu tự luận mà em lại. Và câu này rõ ràng là nếu em bấm máy ra một nghiệm thì đâu có gì chắc chắn, chỉ có một nghiệm, hiểu chưa? Đó. Vậy cho nên đây thầy phân tích ha. Câu 2: viết công thức diện tích tròn xoay thì tự viết nha, được không? Câu 3: tính diện tích bề mặt tạo ra khi biên của miền D xoay quanh mũi. Câu này có vấn đề gì biết không? Cái vấn đề lớn nhất của câu B đó là cái miền của em nó chỉ có một hàm, khi em xoay quanh mũi nó ra biên như vậy. Nhưng bây giờ miền D của mình có tới bao nhiêu? Hai hàm. Và vì thế em phải vẽ đồ thị. Và khi vẽ đồ thị thì em phải dùng bất đẳng thức này hoặc là dùng mốt 7. Em sẽ thấy rằng là
đường log x nằm dưới đường x trừ 1. Như vậy x trừ đường thẳng, log x là đường cộng và cái điểm D của em đó hóa ra được tạo thành từ ba đường chứ không phải là một đường. Khi em quay quanh trục OX thì thứ nhất là cái đường thẳng này nè quay ra hình gì cả lớp, hình nón. Tụi bay có thể tính trực tiếp diện tích xung quanh của hình nón BRL, hoặc nếu không thì em sẽ tính bình thường ha, là em có sẵn đường cong này rồi, hiểu không? Và em lấy 2π tích phân x dl gì gì đó đó. Thứ gì là đường log? Cả lớp rõ chưa? Nhưng chưa hết, còn đường gì nữa? Giả sử đây là A, điểm này là B, điểm này là C, quay AC, quay AB, nhưng mà mình còn phải quay gì nữa? BC, đoạn thẳng. Và quay BC thì mày có dùng được công thức y bằng fx chung quanh OX không? Không, tại vì BC không phải là đồ thị của dùng fx. BC là đường thẳng đứng x bằng e, hiểu chưa? X bằng e, nó không phải là y bằng fx. Vậy mình dùng gì đây? Có hai con đường. Con đường thứ nhất là mình sử dụng tham số, tức là em xem đường này sẽ là dạng x thì bằng e, y thì bằng t, tham số. Nhưng con đường thứ gì sung sướng, dễ dàng? Nếu em lấy đoạn thẳng vuông góc trục OX tưởng tượng, em quay bình thường cả lớp tưởng tượng được không, thì em ra được hình gì? Tưởng tượng đi, trục OX như vậy nè ha, đoạn thẳng vuông góc với nó nè ha, quay quanh OX được gì tụi bay? Đường tròn, không chính xác. Hình vành khuyên. Hình vành khuyên, hiểu không? Nếu mà em quay đoạn thẳng từ trục OX đến đây thì em được đúng vòng tròn. Nhưng với một đoạn này thôi, được hình vành khuyên. Đang nói về diện tích, là cho tính diện tích hình vành khuyên đó. Nó chính là đường tròn bự trừ diện tích đường tròn bé. Đúng rồi. Và bài này phải vẽ đồ thị, nếu không em sẽ dễ bị sót cái đường đó. Ở trên câu B thì hỏi y bằng fx, cả lớp rõ chưa ha? Nhưng xuống dưới cái hình D của em, em có tới bao nhiêu? Ba đường nè, em rất dễ giải lộn. Thầy cũng nói thêm hình này còn dùng sao thì em chỉ việc lấy diện tích cộng diện tích, tức là hình như vậy quay quanh OX thì em cũng ra diện tích cộng nhau thôi. Nhưng mà hình như vậy thì còn cái đoạn x bằng ơ nữa đó. Nói tóm lại là cái bài tự luận này là cả lớp rất có thể đánh vô đúng nhiều cái nhược điểm của cách học trắc nghiệm toán, giải không trình bày, giải có thể sơ suất gì đó. Vậy cho nên ở đây thầy báo trước và hãy sắp xếp thời gian về nhà, chưa lấy đề thì lên lấy, sắp xếp làm. Tôi cũng sẽ hỏi bộ môn trong vòng 1-2 ngày tới. Tụi bay sẽ thi ngày 25 đúng không? À, thầy nghĩ rằng cố gắng của thầy trễ nhất là ngày thứ 6 đẩy hướng dẫn lên, cộng với lại kỳ của phần trắc nghiệm và đáp số của phần tự luận, để cho mấy em làm có thể tham khảo. Vậy ha. Nhưng mà nhớ nha, từ cái đề này mình rút ra nhiều chuyện. Mình rút ra kỹ thuật trắc nghiệm, kỹ thuật cơ bản, đọc bài giảng, chú ý các khái niệm ở cần sách. Và cái nào không có đó thì nhớ chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Nghe chưa? Rồi ta dừng lại đây.